Sau khi đi kiểm tra thực tế và ý kiến tham gia của các sở ngành và ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ là dự án trọng điểm quốc gia. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra thì công tác giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh còn chậm. Vì vậy, để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, phải làm tốt khâu thủ tục và xây dựng khu tái định cư, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án đạt hiệu quả. Đối với những kiến nghị của bà con ở thị trấn Bến Quan về việc giữ nguyên hướng tuyến của dự án như ban đầu đoạn qua địa bàn, đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Linh chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi với người dân. Ngoài ra, cần thông tin rõ các phương án xây dựng để bà con nắm, hiểu và đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó, phía chủ đầu tư có cơ sở triển khai dự án đúng tiến độ đề ra. Tinh thần là chúng ta hướng về người dân và tháo gỡ những cái khó khăn, những cái băn khoăn, những cái việc mà bà con đang còn có ý kiến chưa đồng thuận thì chúng ta phải tháo gỡ. Mà bằng cách nào? Đó bằng qua cấp ủy chính quyền các cấp và qua là ủy ban mặt trận, qua các hội đoàn thể, rồi là để cho bà con hiểu hơn. Mà hiểu hơn cả chỗ đó là quyền lợi của bà con được cái gì? Quyền lợi bà con. Đấy, trong đó quyền lợi thật hơn nhất đó là quyền lợi về của gia đình, và quyền lợi cao hơn đó là quyền lợi bà con để đóng góp để phát triển cái thị trấn này, cũng như phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho cái công trình quốc gia sớm hình thành. Những kiến nghị khác của các địa phương có dự án đi qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tế, đảm bảo sự hài hòa và phục vụ lợi ích của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.